trong khuôn khổ chuyển thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12, ngày 30 tháng 11 tại thủ đô Moscow, Liên bang Nga, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng có buổi làm việc với ông Sergei Tomanov, tổng giám đốc Gazprom International để thảo luận việc phối hợp thực hiện dự án nhiệt điện khí 340 MW do Gazprom International được giao làm chủ đầu tư tại khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Tại cuộc họp này, Tổng giám đốc Gazprom International Sergei Tumanov trao đổi các thông tin liên quan đến tiến độ thực hiện dự án, những công việc cần triển khai tiếp theo đối với dự án và nguồn khí ngoài khơi. Các nội dung cần chính phủ Việt Nam, các bộ ngành trung ương và tỉnh Quảng Trị hỗ trợ để dự án có thể triển khai trong thời gian sớm nhất. Thay mặt chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Văn Hưng bày tỏ niềm vinh dự được đến thăm nước Nga và làm việc với Gazprom, Gazprom International nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân và đoàn cấp cao Việt Nam. Đồng thời thông tin tắm tắt về tình hình kinh tế xã hội, các dự án động lực, đột phá mới của tỉnh Quảng Trị cũng như các định hướng của chính phủ trong việc hỗ trợ tỉnh Quảng Trị phát triển thành trung tâm năng lượng của khu vực miền Trung trên cơ sở các dự án nguồn điện năng lượng tái tạo hiện có. Đối với dự án nhà máy điện khí quảng trị 340 MW của Gaprom International được xem là một trong những dự án động lực góp phần giúp tỉnh Quảng Trị hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng của khu vực miền Trung Việt Nam trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ừ ban nhân dân tỉnh Võ Văn Hưng ghi nhận sự nỗ lực của Gaprom International trong thực hiện dự án thời gian qua, và đề nghị Gazprom International phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Trị để sớm hoàn tất đàm phán, ký biên bản ghi nhớ với Bộ Công Thương về lộ trình phát triển dự án, đồng thời chuẩn bị các gói tài liệu về báo cáo nghiên cứu khả thi và hợp đồng BOT theo trình tự quy định của Pháp luật Việt Nam. Đối với các kiến nghị của Gazprom về cơ chế, chính sách, dự án, ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị tiếp thu và sẽ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền việt nam xem xét xử lý theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư trong khuôn khổ pháp luật việt nam